Xin chào các ba mẹ, các anh chị, các bạn. Tôi là Đỗ Mạnh Tuấn, đến từ cộng đồng hồi phục trẻ tự kỷ, tăng động trong nói và giảm chú ý. Và trong video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với các ba mẹ, các anh chị và các bạn về một vấn đề là tôi có một số các ba mẹ ở trong cộng đồng của tôi khi đến với cộng đồng cũng hỏi tôi về vấn đề của trẻ, vấn đề của con. Đó là một số con có hiện tượng là các con nghịch đất, nghịch cát rất chi là nhiều. Các con nghịch bẩn rất nhiều, các con có sở thích bốc cát và bốc đất để chơi. Vậy các ba mẹ đã hỏi tôi rằng là vậy làm cách nào để hỗ trợ cho con để con không còn nghịch đất nghịch cát nhiều nữa. Thì tôi cũng xin chia sẻ với các anh chị và các bạn, các ba mẹ về các vấn đề đối với các trẻ hay nghịch đất nghịch cát như sau. Thì đối với các trẻ hay nghịch đất nghịch cát, với các trẻ tự kỷ thì các con có một số các cái rối loạn trong bộ não của mình, và các con có những cái sở thích riêng mà để đáp ứng cái cảm hứng của các con, đáp ứng các cái nhu cầu và cảm giác của các con. Và có thể là các cái khi các con nghịch đất nghịch cát, các con hay cảm thấy vô cùng dễ chịu bởi vì những cái cảm giác mà các con có thể có được. Nếu mà chúng ta quá cấm đoán các con, không cho các con chơi thì các con sẽ bị cảm thấy bí bách về tâm lý, các con sẽ bị trì trệ bí bách và cảm thấy vô cùng bức xúc. Các con sẽ phản ứng ra rất nhiều các cái phản ứng tiêu cực, ví dụ như quấy khóc, ăn vạ, rồi không chú ý đến ba mẹ, không tiếp thu học hỏi những kiến thức mới, không chơi nhiều với anh chị em nữa. Vì vậy là các ba mẹ, các anh chị và các bạn hãy để cho các con có những khoảng không gian, thời gian và những cái sở thích riêng của các con. Chúng ta hãy tôn trọng các con để cho các con chơi một cách thoải mái. Chúng ta có thể cùng chơi với con hoặc dẫn con đến những nơi mà có thể đất và cát có thể sạch hơn một chút. Hoặc là chúng ta có thể quan sát, nếu các con nguy hiểm thì chúng ta giúp đỡ, còn nếu các con không nguy hiểm thì chúng ta vẫn cứ để trẻ chơi một cách thoải mái và tự nhiên nhất. Nếu các con chơi quá hăng say và các con bị bẩn tay, bẩn chân, bẩn quần áo thì chúng ta có thể về tắm giặt cho con, giặt rũ cho con, có thể vệ sinh cho con sau. Nhưng các ba mẹ, các anh chị hãy nhớ rằng đây là điều kiện để chúng ta tạo cho con những cảm giác vô cùng dễ chịu. Cảm giác dễ chịu này sẽ giúp cho con nhanh chóng được hồi phục. Và khi chúng ta chơi cùng con, khi chúng ta để cho các con chơi thì chúng ta sẽ giúp các con cảm thấy được chúng ta là người bạn, người thân, là người hiểu các con, và các con sẽ mở lòng, các con sẽ cùng chơi với chúng ta và bắt đầu chú ý đối với người lớn, đối với người giao tiếp, và các con sẽ học hỏi các kinh nghiệm, các cái giao tiếp, các ngôn ngữ, lời nói và sự hướng dẫn của người giao tiếp. Vì vậy là việc chơi với các con, việc cho các con chơi thoải mái với đất, với cát là một việc vô cùng là bình thường và cũng có thể nói là cũng rất chi là tốt với các con, bởi vì giúp các con có tâm trạng thoải mái hơn, dễ chịu hơn và sẽ tiếp thu các kiến thức và kết nối giao lưu, kết nối về tình cảm với cha mẹ, với người giao tiếp được tốt hơn. Các ba mẹ, các anh chị hãy an tâm về vấn đề này. Thưa các ba mẹ, các anh chị và các bạn, thì đây là trên đây là ý kiến tư vấn của tôi về vấn đề mà các con tự kỷ tăng động nghịch đất nghịch cát rất nhiều. Xin các ba mẹ, các anh chị và các bạn hãy ủng hộ chúng tôi trong các video tiếp theo. Nếu các ba mẹ, các anh chị và các bạn có bất cứ câu hỏi nào về vấn đề đối với các trẻ thì xin hãy gửi comment, gửi yêu cầu cho chúng tôi sẽ xin được giải đáp, hỗ trợ các ba mẹ, các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn các ba mẹ, các anh chị, các bạn rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn.